Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tây Linh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn và hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.